Sở bài đi kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tiếng Việt của Đài truyền hình quốc gia Lào. Và ngay sau đây là những nội dung sẽ có trong bản tin. Chiều ngày 16 tháng 2, theo giờ địa phương, tại trung tâm hội nghị Sunnyland, bang California, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Chumali Sayasorn tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ. Lễ kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống Thanh tra Lào 16 tháng 2 năm 1982, 16 tháng 2 năm 2016 đã long trọng tổ chức vào ngày 16 tháng 2 tại thủ đô Viêng Chăn. Tuyến đường mới từ bán Đò Nú Cùng qua hồ Than Luông đến đường 455 đã đổ bê tông hơn 2 cây số, dự kiến sẽ hoàn thành công việc vào năm 2017. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ đã khai mạc vào chiều ngày 16 tháng 2 tại trung tâm hội nghị Sunnyland, bang California, Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Chumali Sayasorn cùng các nhà lãnh đạo của các nước thành viên ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Tại phiên họp đầu tiên, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về chủ đề thúc đẩy một cộng đồng kinh tế ASEAN với tinh thần kinh doanh và sáng tạo. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhận định trong giai đoạn tới, việc chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng phát triển, các ngành sản xuất có hàm lượng khoa học công nghệ cao, phát huy tinh thần kinh doanh và sáng tạo sẽ là một hướng ưu tiên của các nước ASEAN. Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, các nước nhất trí cần đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng hơn nữa. Là nền kinh tế lớn nhất thế giới, đối tác hàng đầu của ASEAN có thế mạnh về khoa học, công nghệ, sáng tạo, hệ thống sản xuất, mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu. Hoa Kỳ cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế số, công nghệ cao, năng lượng sạch, phát huy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo. Qua hội nghị này, Hoa Kỳ muốn khẳng định cam kết lâu dài đối với khu vực Đông Nam Á cũng như tổ chức ASEAN, đồng thời gửi thông điệp mạnh tới công chúng Hoa Kỳ về lợi ích chiến lược của Hoa Kỳ gắn với hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Đông Nam Á. Mặc dù nhiều nước thành viên ASEAN sẽ thay đổi các nhà lãnh đạo trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn sử dụng năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình để thể hiện quyết tâm về chính trị và hành động thực hiện hóa chính sách tái cân bằng ở châu Á. Với hai nội dung thảo luận chính là kinh tế và thương mại, cùng với diễn cảnh chiến lược và an ninh khu vực đã cho thấy, đây là hai lĩnh vực mà Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác với 10 thành viên của cộng đồng ASEAN nhằm tăng cường sự ảnh hưởng về kinh tế, cũng như đóng vai trò lớn hơn vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Tổng thống Barack Obama cho rằng, từ nền tảng của cộng đồng ASEAN được hình thành qua hội nghị cấp cao, Hoa Kỳ và ASEAN có thể vun đắp thêm cho tiến trình này và hành động nhiều hơn nữa để thúc đẩy một cộng đồng kinh tế ASEAN có tinh thần kinh doanh và sáng tạo. Có như thế mới tạo ra được tăng trưởng và phát triển bền vững, cũng như mang lại lợi ích đến tất cả mọi người. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Chumali Sayasorn nhấn mạnh, là một thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN, Lào đã và đang nỗ lực đóng góp vì cộng đồng ASEAN và sự phát triển thịnh vượng ở khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên cần triển khai nhiều của các chương trình hợp tác đã thảo luận, nhất là kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn năm 2016-2020, gia tăng các hoạt động hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tri thức, công nghệ giữa các doanh nghiệp ASEAN và Hoa Kỳ. Nhân dịp sang dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ tại bang California, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa hai nước. Chủ tịch nước và Tổng thống Joko Widodo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như mong muốn của Indonesia trong việc tăng cường hợp tác về kinh tế đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm trong trao đổi thương mại giữa hai nước.
Thanh tra Chính phủ đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày truyền thống Thanh tra Lào ngày 16 tháng 2 năm 1982 đến ngày 16 tháng 2 năm 2016. Tới dự buổi lễ có Tiến sĩ Bùn Thong Chít Mà Ní, Tổng Thanh tra Chính phủ, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, bộ, ngành, trung ương và địa phương tham dự. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Thong Sĩ Uân Lá Sĩ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành thanh tra trong 34 năm qua và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong suốt 34 năm xây dựng, trưởng thành, hoạt động của ngành thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra Lào. Qua các thời kỳ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành thanh tra đã quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình, tập trung vào nhiệm vụ thanh tra, đồng thời tiếp tục tăng cường, hoàn thiện thể chế, củng cố tổ chức, bộ máy, đào tạo nâng cao lý luận chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, truyền thống vẻ vang 34 năm ngành thanh tra, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành là động lực, hành trang để ngành thanh tra phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát huy truyền thống của thanh tra Lào trong 34 năm qua, với tâm thế luôn vững vàng và kiên định, ngành thanh tra sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn và giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Lào dân chủ nhân dân. Thưa quý vị, hôm qua tại thủ đô Viêng Chăn, Tiến sĩ Silavong Khut Phai Thun, Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn đã có buổi gặp mặt với các lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Sở Công chính Vận tải thủ đô Viêng Chăn. Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Công chính Vận tải thủ đô Viêng Chăn, ông Điện Sông Kham Tham A Vũng đã ôn lại kết quả tổ chức thực hiện của ngành công chính vận tải đã giành được nhiều kết quả, nhất là công trình xây dựng bảo trì tuyến đường ở thủ đô Viêng Chăn, bảo trì tuyến đường cộng đồng, trong đó nhà nước đầu tư 70% và nhân dân 30%, đáp ứng tuyến đường bê tông hơn 68 tuyến đường. Bên cạnh đó, ngành công chính vận tải thủ đô Viêng Chăn còn chú ý đến công trình xây dựng tòa nhà, quy hoạch đô thị và hơn 21 dự án làm đê, thống kê dịch vụ vận chuyển và quản lý phương tiện, đăng ký phương tiện và bằng lái với hệ thống hiện đại, và giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên thủ đô Viêng Chăn trong giờ cao điểm. Ngành công chính vận tải có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Cũng từ đó, ngành công chính vận tải đã không ngừng củng cố và phát triển, đóng góp công lao to lớn cho công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Với sự phát triển vượt bậc của nước ta, trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành công chính vận tải, đặc biệt là ở khâu đột phá, huy động nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2 tại Bộ Nông Lâm Nghiệp và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào có phiên họp triển khai các văn bản tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Tham dự và chủ trì phiên họp do Tiến sĩ Phet Phom Pithak, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Nghiệp, cùng thành viên Đảng bộ, chi bộ, cán bộ nhân viên từ các ban, ngành. Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Nghiệp đã khẳng định về ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Quốc hội Lào là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Lào và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cơ quan này có 3 chức năng chính: lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của nhà nước. Còn Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, từ cấp bản, huyện tới cấp tỉnh, thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giám sát thực hiện hiến pháp và pháp luật của chính quyền địa phương. Cùng ngày, tại Hội trường Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào,
tổ chức phiên họp triển khai các văn bản, tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tham dự phiên họp có ông Alun Say Sunalat, Ủy viên Dự khuyết, Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Tại phiên họp, đoàn viên thanh niên của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã nghe và tìm hiểu thực hiện quyết định của Bộ Chính trị, đánh giá cao của trong suốt 40 năm của công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như triển khai các văn bản, tài liệu hướng dẫn công tác bầu cử Quốc hội khóa 8 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đến nay, dự án tuyến đường mới từ bản Đòn Nô Khùm qua Hồ Thát Luống đến đường 455 có chiều dài hơn 11 km, đã đổ bê tông hơn 2 km và dự kiến sẽ hoàn thành công việc vào năm 2017. Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị biết thêm thông tin. Tuyến đường mới từ bản Đòn Nô Khùm qua Hồ Thát Luống đến đường 455 có chiều dài hơn 11 km. Là một dự án được cấp phép và ký hợp đồng vào ngày 19 tháng 7 năm 2012, bắt đầu thi công từ tháng 9 năm 2012. Bước đầu, đây là tuyến đường nhựa áp Safan, có thời gian hoàn tất dự án trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, qua hội nghị thảo luận của các ban ngành liên quan, đã thay đổi dự án thành đường bê tông. Và đến nay, dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 95%. Các hạng mục chính của dự án bao gồm là một cầu qua hồ Thạt Luống dài 200m, rộng 13m và cầu qua hồ Na Khoai dài 62m, rộng 13m. Bước đầu, đây là tuyến đường nhựa asphalt rộng 23m, mỗi bên có đường bộ, có hệ thống chiếu sáng dài 4,1 km. Sau khi thi công được vài tháng, với sự đề nghị của chủ thầu và thông qua thảo luận của lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn nói chung, và Sở Công chính Thủ đô nói riêng đã có quyết định thay đổi từ đường nhựa asphalt thành đường bê tông dài 11 km và có tổng số vốn đầu tư 85 triệu đô la Mỹ. Ông Muzu Kampensai, nhà tư vấn dự án cho biết đây là tuyến đường làm mới hoàn toàn qua đồng ruộng và hồ sâu nên công tác thi công gặp nhiều khó khăn. Lần đây, cung cấp pháp. Hiện nay, công việc đổ bê tông đạt 18%, theo kế hoạch sẽ hoàn thành thi công vào giữa năm 2017. Chúng tôi là công ty tư vấn xây dựng đường từ bản Đòn Nô Khùm đến đường 455 và có thể khẳng định dự án này sẽ hoàn thành đúng thời hạn. Chấp pháp cần thi bắt hiện nay cơ hay mình sẩm liệt tạm phẹt cản. Lương khóm nhung nhạc nọ. Tại công trường, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn như giải phóng mặt bằng với người dân bị dự án. Hiện nay, chúng tôi thi công theo hướng dẫn của công ty tư vấn. Chủ đầu tư còn tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành đúng công việc trước thời hạn như cung cấp trang thiết bị, xi măng, đá sỏi. Tuyến đường từ bản Đòn Nô Khùm đến đường 455 là đường bê tông 6 làn đường, dài 11 km và rộng 23m, chiều cao của mặt đường là 3m, mỗi bên có đường bộ 1,5m, có hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra, tuyến đường này còn nối tiếp cây số 21 đến bản Na Khoai, có tổng số vốn đầu tư trên 85 triệu đô la Mỹ. Có công ty hữu hạn xây dựng cầu đường Nam Tha làm chủ thầu và dự kiến sẽ hoàn thành công việc và bàn giao cho Sở Quy hoạch Thủ đô Viêng Chăn vào giữa năm 2017. Giá dầu thô trên thị trường thế giới năm 2016 xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm, song các chuyên gia dự đoán đến giữa năm 2017 có thể phục hồi mạnh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, các chuyên gia khu vực Trung Đông nhận định giá dầu thô trên thị trường thế giới ảm đạm trong năm 2016, song có thể phục hồi mạnh từ giữa năm 2017. Báo cáo mới đây của hãng đầu tư Javed Investment Saudi Arabia cho rằng giá dầu sẽ vẫn tiếp tục giai đoạn u ám đến hết năm 2016, chủ yếu do thị trường tràn nguồn cung, sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành viên trong tổ chức. Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vẫn sẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng dư nguồn cung này.
ngay cả khi nguồn cung của các nhà sản xuất ngoài OPEC bắt đầu giảm trong năm 2016. Việc Iran trở lại thị trường dầu mỏ thế giới vẫn sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá vàng đen. Dự kiến trong năm 2016, sản lượng của OPEC tăng thêm 500 thùng một ngày, lên mức trung bình 32,9 triệu thùng một ngày. Hầu hết mức tăng này của OPEC đến từ Iran, quốc gia vừa thoát khỏi các lệnh cấm vận quốc tế. Trong khi đó, nguồn cung của các nhà sản xuất ngoài OPEC, trong đó có Mỹ và Nga, sẽ giảm 500 thùng một ngày. Giám đốc điều hành hãng năng lượng KPI của Kuwait nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu sau đó dầu có thể đạt ngưỡng 50-60 USD trên một thùng vào giữa năm 2017 và 60-80 USD trên một thùng trong 3 năm tới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sabai đi.